vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hưng Yên ở top 10 tỉnh cài Bluetooth cao nhất. Vai trò của kinh tế tư nhân trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai chủ động quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. Người thầy gieo hy vọng cho trẻ em khó khăn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề Tự hào Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những câu chuyện được chia sẻ từ nhiều đồng chí lãnh đạo là đoàn viên qua từng thời kỳ đã mang đến không khí hào hùng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trong những ngày mùa thu cách mạng 75 năm trước. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã phát động cuộc vận động trong toàn đoàn, cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ đảng, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc, tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp của người trẻ cùng thi đua, cùng hành động vì niềm tự hào Việt Nam. Chương trình được phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của tổ chức đoàn tới đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước. Ứng dụng Bluetooth đã được chứng minh có hiệu quả trong phòng chống dịch SARS-CoV-2, nhưng hiện tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng còn rất thấp. Mặc dù Hưng Yên nằm trong top 10 tỉnh thành trong cả nước có lượng người cài đặt nhiều, nhưng cũng chỉ đạt 28% số điện thoại smartphone. Toàn quốc hiện có 22 triệu máy điện thoại được cài đặt ứng dụng Bluezone để truy vết bệnh nhân SARS-CoV-2. Theo đó, thành phố Đà Nẵng có số người cài đặt nhiều nhất với trên 474.000 người, đạt gần 42%, tiếp đó là tỉnh Quảng Trị và Hải Dương. Xếp cuối là tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu, với tỷ lệ cài đặt mới chỉ đạt từ 13% đến 14%. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ 10 cả nước với trên 238.000 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong đó, huyện Yên Mỹ có trên 38.000 người cài đặt, đạt trên 31%. Huyện cài đặt thấp nhất là Phù Cừ với gần 9.700 người, đạt trên 23%. Hiện tỷ lệ máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng truy vết người bị nhiễm SARS-CoV-2 còn khiêm tốn bởi thực tế vẫn còn nhiều người chưa sử dụng điện thoại thông minh. Việc đầu tư truyền thông, sử dụng ứng dụng cũng như ý thức sử dụng điện thoại thông minh trong việc phối hợp phòng bệnh qua phần mềm Bluezone của nhiều người vẫn còn hạn chế. Trong khi các thành phần kinh tế khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 gây ra, thì khối kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn giữ được nhịp độ sản xuất. Do đa số có quy mô sản xuất từ nhỏ đến trung bình, nguồn vốn quay vòng nhanh nên linh hoạt ứng phó trước những khó khăn. Điều này càng khẳng định vị thế, vai trò của khối kinh tế tư nhân đã được chứng minh qua chiều dài lịch sử của đất nước. Ngày 2 tháng 9, cách đây 75 năm, ngay sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chính phủ phát động ủng hộ quỹ độc lập và tuần lễ vàng để phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước. Chỉ sau thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã ủng hộ 370 kg vàng và 20 triệu đồng tiền Đông Dương, chủ yếu là ủng hộ của tư nhân và các nhà tư sản. Điều này khẳng định vai trò to lớn của kinh tế tư nhân mà Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt coi trọng ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 khẳng định hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 30% ngân sách nhà nước, 42% GDP của cả nước và thu hút được tới 85% lực lượng lao động xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Và cũng như là tham gia tích cực vào cái việc giải quyết một số cái vấn đề an sinh xã hội chung của cả nước. Cũng chính nhờ chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước mà anh Luận ở thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm này đã làm chủ một cơ sở sản xuất riêng cho mình trị giá hàng chục tỷ đồng, lợi nhuận mỗi năm từ 300 đến 500 triệu đồng. Còn nếu như không có cái sự phát triển kinh tế tư nhân này thì chắc cơ ngơi sản xuất của gia đình tôi nói riêng và khu làng nghề nói chung và tất cả các làng nghề nó sẽ không được như ngày hôm nay. Và đây được như này cũng là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến kinh tế tư nhân. Mà nếu không có cái kinh tế tư nhân thì cái nền kinh tế của nước chắc chắn đến thời điểm hiện tại sẽ không bao giờ được như ngày nay. Đến hết năm 2019, Hưng Yên có hơn 7.500 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh,
cùng gần 5.000 hộ có giấy chứng nhận kinh doanh nộp thuế nhà nước gần 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tại những địa phương có làng nghề và các nghề truyền thống thì ở đó, thành phần kinh tế tư nhân trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội nơi đó phát triển. Trong thời gian gần đây thì cái việc đóng góp cũng như là tạo điều kiện để thúc đẩy lên kinh tế của thị trấn Nước Mỹ thì các cái cơ sở sản xuất tư nhân cũng như là cá thể cũng đã có nhiều đóng góp. Trong đại dịch Covid-19 thời gian qua đã cho thấy thành phần kinh tế tư nhân và ưu thế quay vòng vốn nhanh, linh hoạt trong điều chỉnh hoạt động kinh doanh nên vẫn giữ được ổn định sản xuất cho mình, góp phần quan trọng giữ vững đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phát tặng miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang vải không dệt kháng khuẩn cho hai đơn vị là Phòng Giáo dục và xã Tân Châu của huyện Khoái Châu. Trong đó, một đơn vị nói trên được phát tặng 5.000 chiếc khẩu trang được phát tặng là loại khẩu trang vải kháng khuẩn đã được cơ quan chức năng kiểm định, đảm bảo chất lượng. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân địa phương và các em học sinh nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, toàn bộ số khẩu trang này sẽ được Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và Phòng Giáo dục phát tặng cho các em học sinh nghèo, những thầy cô giáo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người nông dân đến giao dịch tại Ủy ban Nhân dân xã nhưng lại quên không mang khẩu trang. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Xuất khẩu mực bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua tăng gần gấp đôi. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhập khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam với nhu cầu ổn định nhất. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu mực bạch tuộc đứng thứ 5 của Việt Nam, chiếm 7,6% tỷ trọng. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu mực bạch tuộc sang Trung Quốc đạt trên 22 triệu đô la Mỹ, tăng 59%. Riêng tháng 7 năm 2020 đạt 4,3 triệu tấn, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất về nhập khẩu mực bạch tuộc từ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế, nguồn cung nguyên liệu sụt giảm, nhu cầu nhập khẩu mực bạch tuộc của thế giới và xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam năm 2020 dự kiến sẽ giảm khoảng 18%. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã Nậm Hang, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản và bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên nông dân. Dự án chăn nuôi bò sinh sản được triển khai tại bản Phiêng Luông 1-2 từ đầu năm 2019. Theo đó có 10 hộ dân được vay vốn với số tiền là 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh. Vì thế, dự án phát triển rất tốt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay bà con tham gia dự án đã mua được 30 con bò, trong đó có 28 bò cái sinh sản và 2 bò đực, chủ yếu là giống bò vàng tại địa phương. Nậm Hàng là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Thế nhưng từ khi có nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nhiều người dân đã thực hiện triển khai mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi. Có thể thấy Quỹ Hỗ trợ Nông dân là một trong những chương trình cho vay có tính thiết thực và đạt hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích bà con nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh chế biến chè. Đến nay, diện tích chè toàn tỉnh là 5.158 ha và ngày càng được mở rộng. Và đây là một trong những cây góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân. Cây chè được trồng tập trung tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phủ Yên. Trong năm 2019, các huyện tiếp tục phát triển cây chè theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm và mang lại giá trị gia tăng cao. Các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè. Cùng với đó là việc đưa các giống chè có năng suất, chất lượng vào trồng tại các huyện có tiềm năng về đất đai, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất chè, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đồng thời, triển khai diện tích chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị chè của tỉnh và đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh chè. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất cây thảo quả mà lại lợi ích trước mắt nhưng về lâu dài sẽ làm nghèo hệ sinh thái rừng. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã chủ động tuyên truyền cho người dân không mở rộng diện tích thảo quả, đồng thời quan tâm bảo vệ rừng nơi canh tác.
khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát có hệ sinh thái phong phú, đa dạng với nhiều nguồn động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Vậy nhưng từ lâu đã có tới hàng nghìn hecta thảo quả được trồng ngay tại lõi rừng, dẫn tới nguy cơ xâm hại đến rừng. Cái cây thảo quả thì mang lại cái giá trị kinh tế cho người dân thì nó đã được khẳng định qua rất nhiều năm rồi. Nhưng mà riêng đối với nếu về đa dạng sinh học thì nó làm giảm cái đa dạng sinh học. Tức là trước mắt thì nó chưa tác động nhiều, nhưng lâu về lâu dài là nó làm mất đi các cái tầng cây, cây thấp, cây trung bình, cây cao thì nó già cỗi, nó sẽ chết đi. Trước thực tế này, Kiểm lâm Bát Sát đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền đề ra nhiều biện pháp quản lý rừng bền vững, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với phương châm lấy người dân làm chủ thể, xây dựng các phương án tuyên truyền gắn với tập tục văn hóa người dân địa phương và các quy định của pháp luật. Chính vì thế mà quy định không mở thêm diện tích thảo quả, không chặt phá cây con đã được đưa vào hương ước thôn bản, được người dân quan tâm thực hiện. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chuyển hướng sang các loại vật nuôi cây trồng khác thay cho sản xuất thảo quả, chính quyền các địa phương cũng chủ động phối hợp với các ngành đưa giống cây trồng mới vào sản xuất nâng cao thu nhập trên từng đơn vị sản xuất. Một số cây dược liệu, rau trái vụ, cây quả ôn đới cũng được đưa vào trồng để mở thêm các cơ hội làm giàu cho nhân dân. Diện tích thảo quả thì chúng tôi đang khoanh vùng để chăm sóc từ trước đây các củ gọi là để lại. Thế còn là về trồng mới thì trên địa bàn xã chúng tôi là nghiêm cấm là không cho triển khai trồng mới. Thời gian tới, khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát cũng sẽ triển khai thống kê, rà soát lập bản đồ, theo dõi biến động vùng canh tác thảo quả của người dân, ngăn chặn hiệu quả những tác động từ sản xuất đến đa dạng sinh thái của rừng. Năm 2020, huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch trồng bưởi 240 ha rừng, cơ cấu cây giống chủ yếu là sơn trà và pơ mu. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo người dân các thôn bản khẩn trương triển khai công tác trồng rừng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có gần 317 ha được trồng, song đưa số diện tích trồng vượt kế hoạch gần 77 ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Giàng Ali ở thôn Bản Công, xã Bản Công huy động người nhà và anh em trong bản đi nhận cây sơn tra, ghép giống và tiến hành trồng 1 hectare rừng, xen với tán rừng phòng hộ nghèo kiệt. Với việc được hướng dẫn quốc hố trước cùng với kỹ thuật trồng nên chỉ trong vòng 2 ngày, 1 hectare sơn tra đã được gia đình anh Ly trồng xong. Được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho người dân chúng tôi tham gia trồng rừng. Trồng rừng không chỉ phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc, mà khi trồng cây sơn tra còn mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, tạo ra nguồn thu nhập lâu dài. Xã Bản Công hiện có 6.249 ha rừng các loại, trong đó gần 4.253 ha rừng phòng hộ. Thực hiện đề án trồng cây sơn tra, trong những năm qua, xã Bản Công đã trồng được 45 ha. Năm 2020, xã Bản Công được giao kế hoạch trồng 20 ha rừng sơn tra, xen dưới tán rừng nghèo kiệt. Hiện người dân đã hoàn thành xong việc trồng rừng chỉ sau một thời gian ngắn. Đối với nhân dân xã Bản Công thì ngày xưa thì dân cũng về cái trồng rừng này thì dân cũng chưa yêu ái lắm. Nhưng mà đến thời điểm này là dân cũng biết về cái hiệu quả của cây táo mèo ấy, thì năm nay là theo kế hoạch của huyện là xã là 20 ha là sơn tra ghép dưới tán rừng. Năm 2020, huyện vùng cao Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng 240 ha rừng các loại, trồng xen hơn 76 ha sơn tra. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chủ động sản xuất nguồn cây giống với 115.000 cây sơn tra và 5.000 cây pơ mu. Việc trồng vượt kế hoạch diện tích rừng được giao trong năm 2020, trong đó có nhiều diện tích trồng cây sơn tra, huyện Trạm Tấu không chỉ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà còn từng bước làm thay đổi ý thức quản lý bảo vệ và phát triển rừng, cũng như góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Bị ảnh hưởng chất độc da cam nên cơ thể bị dị tật, việc đến trường với chị Lê Thị Lan Anh, huyện Chương Mỹ, Hà Nội trở nên khó khăn. Tuy nhiên, không chịu đầu hàng trước số phận, tự mày mò học ngoại ngữ, 22 năm qua, chị đã mở lớp dạy tiếng Anh để truyền cảm hứng cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hello teacher, how are you? Thank you, and you? Hi, thanks. Hello teacher. Hello. How are you today? I'm good. Hello teacher.
Come in, please. Ít ai biết rằng lớp học tiếng Anh rất đỗi bình thường này là cả một sự nỗ lực cố gắng từ cô giáo tí hon Lê Thị Lan Anh. Bị ảnh hưởng chất độc da cam nên cơ thể chị bị dị tật, không thể đến trường như ba bạn bè cùng trang lứa. Mạnh mẽ vượt lên số phận, chị Lan Anh không muốn tháng ngày thanh xuân chỉ có giường bệnh. Tự học ngoại ngữ rồi mở lớp dạy tiếng Anh để kèm cặp cho các em học sinh gần nhà, chị đã hiện thực hóa giấc mơ làm cô giáo của mình. Cái công việc này thì vốn là niềm đam mê của mình rồi. Cho nên là tức là nhiều lúc mà mình rất là sức khỏe rất là kém ấy, có lúc mà tưởng chừng như là phải bỏ dở cái việc học. Sức khỏe cũng liên tục phải, tức là nó không ổn định. Thì là nhưng mà khi nghĩ đến các em ấy thì mình lại cố gắng. Mà khi được lên lớp thì cái tinh thần nó lại phấn chấn lên, lại dạy các em và quên đi cái sự mệt nhọc ấy. Một ngày mới của cô giáo tí hon thường bắt đầu bằng việc tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao kiến thức. Dù không qua trường lớp sư phạm, nhưng chị luôn nỗ lực tìm ra những phương pháp giảng dạy giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. 22 năm qua, chị đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật thông qua việc dạy học miễn phí. Khi lúc đầu em vào lớp thì em cảm thấy cô có hơi khó tính. Nhưng mà sau một thời gian thì em cảm thấy là cô rất là hiền lành và giảng dễ hiểu. Trong 4 năm học vừa qua thì em đã học được từ cô một cái nghị lực sống rất dồi dào. Tuy là cô không có một cơ thể bình thường như bao người khác, nhưng mà không vì chuyện đó mà cô lại tự ti. Mà thay vì đó cô đã cố gắng rèn luyện niềm đam mê của cô để cô trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh tương lai được bao nhiêu học trò yêu mến. Suốt nhiều năm tháng qua, hình ảnh của cô giáo bé nhỏ làm những công việc nhỏ bé đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Câu chuyện của cô giáo khuyết tật ấy còn truyền cho các em học sinh một năng lượng tích cực, nghị lực vươn lên và sẻ chia trong cuộc sống. Liên tục 2 năm liền 2018-2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quân khu, 5 năm liền được quân khu 3 và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây chính là ghi nhận của các cấp về sự cống hiến, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công việc của người sĩ quan quân đội, Thượng tá Đinh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo Thượng tá Đinh Hồng Phong, khi là người lính thì dù ở cương vị nào, ở thời bình hay thời chiến cũng đều phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và xông pha nơi tuyến đầu. Vì vậy, với cương vị chỉ huy trưởng, phải thường xuyên quán triệt, ổn định tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, trực tiếp kiểm tra nắm tình hình từng bộ phận công việc chuyên môn, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu gắn với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của toàn đơn vị. Với người chỉ huy, phải luôn nêu cao tinh thần nêu gương, trong chỉ đạo phải kiên quyết, trong đời sống phải gần gũi, mềm dẻo. Mọi cái công việc thì đều phải mang hết tinh thần trách nhiệm và cái tâm của mình trong thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là gần dân, giúp đỡ dân để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan thì trong mọi lời nói, việc làm đều phải gương mẫu trước cấp dưới. Nói phải đi đôi với làm. Những năm qua, Thượng tá Đinh Hồng Phong đã lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với ba chức năng là sẵn sàng chiến đấu, dân vận xây dựng thế trận trong lòng dân và tham gia sản xuất, đồng thời cùng với huyện hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Cùng với đó, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, cũng như công tác ứng phó với thiên tai, địch hại, ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đặc biệt, Thượng tá Đinh Hồng Phong còn là người khởi xướng phong trào nâng bước các em đến trường. Trong 2 năm qua, huy động xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp tham gia được hơn 100 triệu đồng, mua tặng 90 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Đồng chí Thượng tá Đinh Hồng Phong luôn chủ động trong công tác tham mưu đối với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Về cá nhân thì đồng chí cũng luôn luôn gương mẫu, tích cực, đi đầu trong mọi mặt công tác cũng như là sinh hoạt. Đồng chí cũng đã chủ động tham mưu đề xuất nhiều cái hoạt động, nhiều cái phong trào có ý nghĩa thiết thực với địa phương. Tin tưởng rằng Thượng tá Đinh Hồng Phong sẽ tiếp tục phát huy,
mang trí tuệ, sức lực của mình để phụng sự đất nước và có nhiều việc làm tốt, xứng đáng với bản chất bộ đội Cụ Hồ. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị.